cơm nguội và một ít muối tôm, còn gì bằng nữa. Thiếu cái gì ta? Dưa leo. Không nên muối tôm có mùi lạ lạ ta. Hay dưa leo có mùi lạ. Còn cục cưng của ta đâu rồi? Ta cho cục cưng ăn ăn. Trời ơi, trời ơi, ai giết cá tôi rồi? Bà Năm đâu? Bà Năm đâu? Cái gì vậy trời? Cá nhà đâu? Cái gì mà la lối ầm sầm vậy? Trời ơi, ai làm cái cá tôi chết? Bà, ai biết? Nhưng bà mua thuốc ăn, bà mua cái gì vậy? Thì ông biết tôi mua thuốc ăn thì tôi mua này đó. Rồi sao nó ăn ra cho ăn xong nó chết? Ai mà biết được. Mà thức ăn là cái gì? Cái này thức ăn hả? Đi nè, phải không? Hay là mua đồ giả? Trời ơi, thì tôi lại, ông biểu tôi lại cái chỗ ba bán thức ăn cho cá tôi mua nè. Mẹ mẹ đưa con coi. Trời ơi là trời. Ủa khoan đã, gì vậy? Mày làm gì vậy? Cái này thức ăn cho cá. Cái này muối tôm. Muối tôm có mùi lạ lạ ta. Hay dưa leo có mùi lạ. Ủa vậy con ăn là sao? Hôm qua con nhớ là con ăn cơm với muối tôm mà sao nó nghe mùi thức ăn cho cá. Trời đất ơi, mày ham ăn đến nỗi mày lấy đồ ăn của cá mày ăn, nó mới không có thức ăn nó chết à. Ba nói kỳ vậy ba. Con nếu mà con ăn thì con ăn phải phân biệt chứ, cái này ai làm cái gì con nè. Tại sao tự nhiên con lại thức ăn ăn thức ăn cho cá là sao? Đó, mày giết nó đó. Con giết cái gì ba? Con ăn nó luôn chứ con giết làm chi? Ba nghĩ có đúng không? Nếu mà thà ba nói con là con ăn luôn con cá của ba rồi con chịu. Con này con giết nó là con sao giết được? Trời ơi, vậy là ai giết cá tôi? Con ơi con lớn cái đầu rồi, thời buổi này làm gì có ma hả con? Cô, mẹ nhìn đi, mẹ nhìn những cái vệt này đi. Cái vệt này là tương ớt, chứ phải máu đâu mà sợ. Ờ. Có nghĩa là con sợ ma quá rồi con làm tử, con làm đổ tương ớt còn la làng vậy à? Không phải con mẹ, không phải con. Con suy nghĩ kỹ lắm rồi.
Chính con ma đó, chính con ma đó là người phá con, là người đó lấy thức ăn cho cá bỏ vô tô cơm của con ăn. À, vậy là cái vụ đó là có thiệt đó hả? Dạ. Trời ơi, ai da, ai đặt đó? À, các tôi tự đặt. Bây giờ trong nhà không có chuyện gì đâu, đi lên ngủ hết đi. Trời, giờ này mấy giờ rồi, sùm hết trơn hết trọi à. Làm sao mà ngủ được, có người nào ở đây phụ con bắt ma chứ? Ôi, ma đâu mà bắt, có mà là... đi lên. Trời ơi. Mẫn, con lau cái sàn sạch cho mẹ coi. Ủa, sao là con? Còn cãi nữa hả? Kêu làm thì làm đi, cãi gì? Con trai cưng, lên ngủ nha con nha. Dạ. À, đi lên ngủ đi, nhanh. Không, không, phải ở đây. Phải bắt cho được con ma này mới được. Đúng rồi đó ba. Vậy ba ở đây, ba phụ con bắt con ma này nha ba. Phải bắt cho được nó chứ. Nó xử hai con cá ba là ba phải giết tiêu nó. Ừ. Nè, hai đứa ở đây nha. Ủa ba đâu vậy? Đó. Con đi chung với nội nha. Con lỡ nó đi. Ông nội lớn tuổi, ông nội có thể rút lui. Ba cho con mình phải hành động thôi. Vậy là nhà mình có biến rồi. Bà ơi nhà mình có ma rồi. À, nhà có biến rồi. Gì vậy? Hỏi sao vậy? Trời ơi, ai chơi kỳ vậy? Con cái thằng Minh với thằng Mẫn đang ngủ, con thấy đèn tắt con nhà con Mẫn thì trời ơi. Hỏi ơi, ai treo cái đồ nước chịu tùm lum hết, chỉ có ma làm thôi. Khoan, mọi người bình tĩnh. Nãy là nói sao? Anh thằng Minh thằng Mẫn đang ngủ, anh nói không ai nghe hết vậy. Đúng rồi mẹ. Anh Minh Mẫn. Minh đâu? Thằng Minh đâu? Thằng Minh đâu rồi? Chết cha. Ủa? Minh đâu? Thằng Minh đâu? Con biết rồi, có khi nào nó bị ma bắt rồi không? Trời bà, vậy nói vậy. Ôi nhà cô biết thật sự rồi. Bây giờ phải tìm nó đi. Đi tìm nó. Dạ. Con với ba con. Chú bé đi. Cái chỗ đó nguy hiểm nhất, người bà đẩy con vô hả ba? Sao nhà mày em hai đồng ý, mày vũ bé đi. Rồi, đi ba, đưa bé gỗng. Bỏ ra bà gỗng, tụi với bà lên ngủ. Ông Minh, lên đâu? Minh ơi. Minh ơi. Minh. Đây, mẹ máy cho nha, mẹ máy cho. Ơi, con ở đây, lại đây. Bốn con chim đơ đơ nó đồ cắn đơ. Ngồi xuống, nằm ngủ tiếp nha. Rồi, con trai mẹ ngoan lắm. Rồi, nằm ngủ tiếp nha. Rồi, ngủ ngoan. Nó bị mộng du quá ba. Hả? Mộng du? Hèn chi? Vậy là do nó. Ê, bớt. 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 Ê,
Đúng mới như vậy rồi. Rồi nó thức luôn rồi kìa. Trời, tại nó đó chứ con phơi đồ hết rồi lấy nó bỏ vô mới giặt lại đó. Rồi cái nhà la oan con. Trời ơi, cái gì mệt con quá. Anh con làm việc trong vô thức. Nó đâu có biết nó làm cái gì. Ủa, đâu. Ủa, có chuyện gì vậy cả nhà? Không sao con, không sao, không sao hết trơn hết á. Không sao hết con. Tại vì do học bài căng thẳng quá, không có gì hết trơn. Cái gì? Trời ơi, cái này nó nhớ nó luôn.